bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tiếp cái một cái trường hợp nữa trong cái phần bán hàng à, là cái trường hợp là à, giảm giá giảm giảm giá hàng bán đúng không đấy cái trường hợp này gọi là sale off gì đấy đúng không theo cái cách nào đấy thì người ta gọi là treo off ví dụ như vì một lý do nào đấy chúng ta đã xuất hóa đơn cho họ rồi đã xuất hàng xuất hóa đơn đầy đủ rồi Nên lý do nào đấy chúng ta phải giảm giá cho người ta thế thì cái trường hợp này giảm giá là giảm giá cho một cái hóa đơn cụ thể rồi thế thì ở đây chúng ta chọn phần bán hàng chúng ta chọn phần giảm giá chúng ta kích chuột phải chúng ta chọn thêm mới ở đây chúng ta có thể lập cái trường hợp này ví dụ như chúng ta chọn công ty này, đấy chúng ta có bán hàng cho họ chúng ta phải chọn đối tượng trước các bạn nhé để nó lọc ra là chúng ta giảm giá cho ông nào. ở đây ví dụ công ty này uh, nguyên do là chỉ có một loại hàng mặc dù khi chúng ta lập hóa đơn bán hàng ở phần bán hàng là nó còn đã có hai loại hàng nhưng do một loại hàng ở trong cái hóa đơn này chúng ta đã nhận được sự trả lại của họ tức là họ trả lại hàng do lý do nào đấy và ở đây nó hiện ra cái hóa đơn còn là cái hàng hóa còn lại mà họ chưa trả cho chúng ta chúng ta phải giảm giá do yếu tố nào đấy chúng ta chọn đồng ý sau khi giảm nó lấy hết thông tin ra đây thì cái đơn giá thì các bạn lưu ý đây là cái giá được giảm các bạn nhé tài khoản nợ là ví dụ như ở đây là giảm giá hàng bán nhá và ở đây là cái phần tiền được giảm giá ví dụ như giá đơn giá bán cho họ là 13.500 chúng ta nhưng mà chúng ta giảm cho họ là 3 000 rưỡi chúng ta đánh vào đây là 3 000 rưỡi và giảm 420.000 như vậy thì các bạn nhìn thấy là cái hàng hóa này là hóa 10 mà nó tính luôn giảm trừ vào tiền thuế là 42.000 đấy các bạn lưu ý ở chỗ này là nó là chỗ này tôi nhắc lại là cái số tiền được giảm các bạn nhé số giá giá được giảm chứ không phải là cái phần uh, giá còn lại sau khi giảm đâu mà nó là giá được giảm Ví dụ với 3.500 mà được giảm 3.500 Chúng ta gõ vào đây 3.500 Chúng ta chọn lưu Như vậy là đã xong phần giảm giá hàng bán